Đức đến nhà máy Harley Davidson và triển lãm của Harley Davidson tại Milwaukee. Đã trực tiếp đã nhìn thấy chiếc xe CVO 2023. Hiện tại chiếc xe 2023 này nó đã thay đổi rất là nhiều, chính là thay đổi pha đèn này. Và nó thay đổi cái xi nhan đằng trước này. Nó thay đổi cái shock trước, đập shock trước này. Shock ngược này. Và cải tiến phanh Brembo. Cải tiến phanh Brembo. Và động cơ mới. Động cơ 121 là Cobit. Đó. Và cái bình xăng nó cũng thiết kế kiểu khác đi. Đó. Và màn hình nó cũng khác anh em nhé. Màn hình lớn. Yeah, và nó có cái ở đây có bấm cái đĩa ra nữa này. Đó. Còn loa speaker là lớn hơn. Rất là hay. Và gồm có những cái cùm tay nóng ra. Nó đã có rất nhiều cái chế độ chỉnh ở đây, mode ở đây. Ồ, rất nhiều. Ồ, cực kỳ hay luôn. Đó, có tay nắm sưởi đồ hết, có sưởi hết. Trong rất là nhiều chức năng ở đây. Những chức năng thì mình cũng chưa nghiên cứu, mình chưa xem, nhưng mà cũng tương đối là nhiều cái chức năng. Yên thì có thể là ngồi rộng hơn nhé. Và nó có cái cửa gió đằng trước. Cửa gió này để cho anh em cái windshield này nó có thể hạ lên hạ xuống được để cho nó gió nó đưa vào người. Đó, yên ngồi lớn hơn này. Và hiện tại là cái thùng này nó lớn hơn anh em nhé. Mà cung. Cái thùng này nó cong hơn xíu. À, cái này lắp rồi rồi. Loa speaker rồi. Loa speaker to hơn. Loa sau luôn. Loa sau là nó hợp tác với Procfox hay là Procfox. Yeah. Này là nó sẽ hay hơn. Và cái bộ đèn sau rất đẹp anh em nhé. Đèn sau rất đẹp. Đèn LED rất đẹp. Còn trong màu nó rất là đẹp. Mà mình, với cá nhân của mình thì mình nhìn thấy màu cam đẹp hơn màu bạc.